Nhận định bóng đá Việt Ten với Quảng Nam 19 giờ ngày 28 tháng 7, vòng 18 V-League 2019. Cuối tuần này, Việt Ten sẽ có trận đấu tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà hàng đây trong khuôn khổ của vòng 18 V-League 2019. Cập nhật link xem trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Tinh thần của Việt Ten đang lên rất cao khi vừa giành được chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa ở vòng 17 V-League. Chiến thắng đó giúp cho đội chủ sân hàng đây chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng kể từ khi giai đoạn lượt về khởi tranh. Vòng này, đối thủ của đội bóng quân đội là Quảng Nam đang có dấu hiệu chững lại. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vừa có trận hòa 1-1 trên sân Bình Dương. Tân binh Hoàng Vũ Samson vẫn nổ súng đều đặn kể từ khi đến ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng hàng phòng ngự vẫn cho thấy sự lỏng lẻo và dễ bị xuyên phá. Sân nhà mang đến nhiều niềm vui cho Việt Ten. Trải qua 9 trận sân nhà ở mùa giải này, đội bóng quân đội giành đến 5 chiến thắng, hòa 2 và thua 2. Thành phố Hồ Chí Minh hay Thanh Hóa đã từng phải ra về tay trắng. Phong độ sân khách không ủng hộ Đinh Thanh Trung và các đồng đội. Cho đến lúc này, Quảng Nam mới chỉ có duy nhất một chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 14 V-League. Ở lượt đi mùa giải này, Việt Ten đã giành chiến thắng 2-0, dù phải làm khách. Trận đấu giữa Việt Ten với Quảng Nam được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 7, trên sân Hạng Đẫy.